Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, 20 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Bắc Bộ được dự báo sắp có sự thay đổi khi một khối không khí lạnh chuẩn bị tràn về, gây mưa dông diện rộng trên toàn Bắc Bộ. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu tháng 3 sẽ về tới Bắc Bộ vào khoảng đêm mai 21 tháng 3. Cùng với mưa nền nhiệt giảm mạnh, trời chuyển rét. Dự báo mức nhiệt thấp nhất trong đợt này sẽ giảm xuống ngưỡng 16-19 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Đáng lưu ý là ngoài nhiệt giảm, những cơn mưa dông mạnh có thể đi kèm với gió giật mạnh và lốc sét. Vì vậy quý vị cũng cần hết sức đề phòng. Nhưng trước khi có sự thay đổi này thì trong đêm nay và ngày mai, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục duy trì ổn định. Sáng sớm trời vẫn nhiều mây, âm u, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Cùng với mưa và sương mù, trời cũng se lạnh với mức nhiệt ngoài trời khoảng 22-23 độ. Đến trưa và đầu giờ chiều, đới gió đông nam ẩm vẫn còn nhưng không mạnh. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời giảm mưa, khô ráo và hứng nắng nhẹ về chiều. Nền nhiệt ngày cao từ 25-28 độ. Còn ở khu vực phía tây Bắc Bộ không chịu tác động của gió đông nam mà lại nằm trong khu vực tác động của vùng áp thấp phía tây nên trời nắng từ sớm, mức nhiệt cao từ 29-31 độ. Khu vực Trung Bộ, sáng sớm trời se lạnh ở khu vực Bắc Trung Bộ và mát mẻ ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Từ 9 giờ sáng thì nắng sẽ lên và trải dài khắp khu vực, nền nhiệt vì thế cũng sẽ tăng dần. Ở khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, trời nắng gián đoạn với mức nhiệt dao động từ 27-30 độ. Còn khu vực từ thành phố Đà Nẵng tới Bình Thuận, trời nắng sớm và cường độ mạnh hơn với mức nhiệt ngày dao động từ 30-33 độ. Cũng từ ngày 21 tháng 3, do ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp với địa hình, nên tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng sẽ có xuất hiện và gia tăng mưa rào và dông, cục bộ có điểm có mưa vừa. Trong cơn dông, người dân cũng nên đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật có thể đi kèm. Ở phía Nam, cả hai khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong 3 ngày tới vẫn phổ biến ít mưa. Sáng sớm thời tiết cũng khá dễ chịu với nền nhiệt giảm, trời rét nhẹ ở vùng cao nguyên với mức nhiệt độ từ 21-23 độ. Còn tại Nam Bộ, thời tiết cũng mát mẻ với mức nhiệt chỉ từ 23-26 độ, nhưng từ sau 10 giờ thì cảm giác nắng nóng lại tiếp tục quay trở lại. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 29-32 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, tuy có nắng nhiều nhưng nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ một vài nơi ở miền Đông với nền nhiệt cao nhất ngày dao động từ 35-36 độ, còn khu vực miền Tây Nam Bộ từ 31-34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước 20 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, sáng có nơi có sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km,
giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. We'll be right back.